Việc thu hút các doanh nghiệp công nghiệp về các làng quê để phát triển kinh tế xã hội đang được các địa phương tích cực triển khai. Tuy vậy, tại không ít địa phương, việc xây dựng các cụm công nghiệp lại đang dẫn đến tình trạng căng thẳng và bức xúc của người dân nông thôn. Tại tỉnh Bắc Giang, thì gần 3 năm kể từ khi có quyết định thành lập cụm công nghiệp Hà Thịnh trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, đến nay cụm công nghiệp này vẫn chưa thể giải phóng xong mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Nguyên nhân là do việc quy hoạch cụm công nghiệp Hà Thịnh đã chồng lấn lên quy hoạch lưới điện quốc gia và phải điều chỉnh lại. Tuy nhiên thì khi mà điều chỉnh lại thì cụm công nghiệp này lại tiếp tục vấp phải sự phản ứng dữ dội từ 200 hộ dân ở xã Hợp Thịnh với lý do là thu hồi hết tư liệu sản xuất của người dân. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này thì mời quý vị cùng về với phóng sự phần tổng hợp của chúng tôi. Tháng 7 năm 2016, cụm công nghiệp Hà Thịnh được thành lập theo quyết định số 404 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Theo quy hoạch, ban đầu cụm công nghiệp này có diện tích khoảng 50 ha, nằm chủ yếu ở xã Đại Thành với 30 ha, phần còn lại nằm tại xã Hợp Thịnh. Thế nhưng chỉ một năm sau đó, tức năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang lại có điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Tăng đột biến diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi ở xã Hợp Thịnh sau điều chỉnh lên 72,5 ha và giảm diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi tại xã Đại Thành xuống chỉ còn 2,4 ha. Lý do phải điều chỉnh quy hoạch được tỉnh Bắc Giang đưa ra là do có tuyến lưới điện 500 kV Hiệp Hòa Thái Nguyên dự kiến đi qua cụm công nghiệp này. Và theo Nghị định số 68 năm 2017 về điều kiện mở rộng cụm công nghiệp, cho phép cụm công nghiệp mở rộng không vượt quá 75 ha. Nên chủ đầu tư là Công ty Đầu tư và Phát triển Hà Thịnh đã đề xuất tăng thêm 25 ha so với quy hoạch chi tiết trước đó. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch từ 50 ha lên trên 70 ha khiến trên 200 hộ dân của xã Hợp Thịnh nằm trong diện bị thu hồi hết đất trồng lúa. Vâng, thưa quý vị, cách đây gần 2 tháng, phóng viên thời sự kênh VTC16 đã vào cuộc điều tra xác minh và khi đó để đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân canh tác lúa, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa cho biết sẽ cùng chủ đầu tư và các bên liên quan xem xét điều chỉnh giảm diện tích 15 ha so với quy hoạch được phê duyệt là hơn 70 ha. Thế nhưng đến nay thì căng thẳng tại cụm công nghiệp này vẫn chưa thể giải quyết được dứt điểm. Vì sao chủ trương đưa công nghiệp về làng lại đang vấp phải sự phản ứng dữ dội của người dân địa phương đến như vậy? Mời quý vị tiếp tục đến với phản ánh sau của phóng viên thời sự. Cách đây một năm rưỡi, Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa đã ra thông báo thu hồi đất để xây dựng cụm công nghiệp Hà Thịnh. Tuy nhiên đến nay, vẫn có trên 200 hộ dân thôn Hưng Ninh, xã Hợp Thịnh phản đối và không ký vào biên bản kiểm kê thu hồi đất. Những hộ dân này cho rằng nếu ký hợp đồng, đồng nghĩa sẽ mất trắng ruộng, không còn tư liệu sản xuất. Để chưa ký thì cái lý do cái thứ nhất là như này. Riêng là cái bìa đỏ là chúng tôi chưa được cấp. Là cái đầu tiên là tôi chưa đồng tình. Cái thứ hai nữa là diện tích nhà tôi là thu hồi hết. Là tôi không đồng tình là cái việc ký để như vậy chuyển nhượng. Còn anh Long, dù đã ký vào biên bản kiểm kê hiện trạng sử dụng đất, thế nhưng đến nay vẫn ngập ngừng, chưa nhận tiền đền bù. Cái no là mình còn phải mất ruộng, mà nay mai về đây thì không biết là lấy gì mà sinh sống. Đấy. Không biết là kiếm được công ăn việc làm ở đâu được. Đấy. Thứ nhất là những người như chúng tôi mà sống từ bé lớn thì cũng ở cái đồng ruộng này, cũng từ cái đồng ruộng này mà nuôi được con cái, học hành lên một chút. Và không ít hộ dù đã ký biên bản kiểm kê trước đó, nhưng đến nay lại làm đơn xin rút chữ ký với lý do bị ký hộ, hoặc chưa nắm rõ nội dung là ký để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay là ký để kiểm kê thu hồi đất. Tôi ký xong rồi mới mới phát hiện ra một cái giấy có thu hồi đất. Chúng tôi là xin rút đơn nhưng mà vẫn chưa cho rút đơn. Là nhân dân những cái hộ mà như vậy là được các ông ký thay là như vậy là người ta cũng rất phẫn nộ trong cái việc này. Thế còn đến bây giờ là đã có thống kê lại là như vậy là đã có 73 hộ là xin như vậy là rút chữ ký. Toàn xã Hợp Thịnh có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi khoảng 68 ha, chiếm hơn 90% diện tích cụm công nghiệp Hà Thịnh. Riêng thôn Hưng Ninh là thôn bị thu hồi diện tích lớn nhất, lên đến 46,3 ha đất lúa, chiếm 61,7% tổng diện tích của cụm công nghiệp Hà Thịnh. Theo nguyện vọng của nhiều người dân, việc quy hoạch trên phải phù hợp để người dân còn đất sản xuất nông nghiệp. Tôi hiện nay là 5 khẩu, 3 thế hệ ở với nhau. Vì trong cái điều kiện chúng tôi là người nông dân, sống về đồng ruộng, cho nên là
Nếu mà theo quy hoạch như thế này là chúng tôi không có phần tính kế sinh nhai nữa. Bây giờ chúng ta không thể bác bỏ chuyện phát triển kinh tế. Kinh tế nó nhiều vấn đề. Nhưng mà nếu mà công nghiệp bằng mọi giá thì cũng không thể đảm bảo được. Và công nghiệp bây giờ thì nó phải tồn tại cả những đời sống cho bà con nông dân nông nghiệp. Đấy, quan điểm bà con nhân dân Hưng Đình là quan điểm như vậy, người ta sẽ bảo vệ cái đất thay lúa để đảm bảo đời sống cho bà con nhân dân. Mới đây ngày 6 tháng 9 năm 2019, Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Hiệp Hòa và Ủy ban Nhân dân xã Hợp Thịnh tiếp tục có cuộc họp tuyên truyền vận động người dân bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Tuy nhiên cuộc họp bất thành vì người dân kéo đến quá đông, phản ứng dữ dội việc không được mời tham gia cuộc họp này. Và nội dung cuộc họp lại chỉ xoay quanh việc giải phóng mặt bằng. Thưa quý vị, phát triển cụm công nghiệp sẽ giúp phát triển kinh tế toàn vùng, nhưng nếu phát triển công nghiệp bằng mọi giá thì cũng sẽ ảnh hưởng đến không ít người dân, nhất là những nông dân chỉ biết trông cậy vào ruộng đồng. Trước những nguyện vọng chính đáng của 200 hộ dân xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa thì đến nay chính quyền các cấp của tỉnh Bắc Giang có hướng giải quyết như thế nào? Chúng tôi sẽ còn tiếp tục đề cập trong bản tin thời sự ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thời gian gần đây tại tỉnh Đắk Lắk, một số người dân đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng sau khi bị các nhóm cho vay lãi suất cao lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ đất đai. Cách thức mà kẻ lừa đảo giăng bẫy rất tinh vi mà người nông dân nhẹ dạ rất khó để biết. Cụ thể là từ khoản vay ban đầu với lãi suất cắt cổ, lãi mẹ đẻ lãi con, sau một thời gian thì người dân mất khả năng trả nợ. Lúc này thì chúng sẽ sử dụng cái chiêu bài đó là ban đầu là vừa dụ dỗ, vừa thúc ép, thậm chí là gây áp lực đe dọa để người vay lấy sổ đỏ đất của mình mang ra ngân hàng vay với số tiền lớn hơn rất nhiều so với khoản mà nạn nhân đang nợ chúng. Và bằng cách này thì những chiếc sổ đỏ của người dân đã dần dần được nhóm lừa đảo phù phép biến thành tài sản của chúng. Gia đình chị Hơ Yêm Nia ở xã Ia Kênh, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Chị Hơ Yêm cho biết, trong 2 năm 2016 và 2017, do cần tiền đầu tư làm nương rẫy, chị đã vay của bà Trần Thị Mỹ Dung ở xã Cư Xuê, huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk, 703 triệu đồng với lãi suất cao, 3.000 đồng cho 1 triệu tiền vay mỗi ngày, tức khoảng 9% mỗi tháng. Chỉ sau thời gian ngắn, số tiền mà chị Hơ Yêm phải trả đã lên tới 1 tỷ 70 triệu đồng. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến cuối năm 2017, chị Hơ Yêm mất khả năng trả nợ. Lúc này, bà Dung mới nói với chị Hơ Yêm đưa sổ đỏ đất để bà Dung đứng tên, vay tiền giúp trả nợ cho chính bà. Do bị bà Dung ép phải trả nợ và tin tưởng lời hứa hẹn, nên chị Hờ Yêm đã viết giấy thỏa thuận để bà Dung cùng một người em của bà ta là Lê Thị Lành đứng tên vào 5 sổ bìa đỏ đất dãy với tổng diện tích 5 hectare. Tuy nhiên, sau khi viết xong giấy thỏa thuận, thì cả 5 sổ bìa đỏ trên của chị Hờ Yêm đều bị bà Trần Thị Mỹ Dung chiếm đoạt luôn để siết nợ. Bà nói rằng vì tôi là người đồng bào nên ngân hàng nó không cho vay được nhiều nên làm thủ tục sang nhượng đất cho bà để bà đứng dùng cho tôi vay ngân hàng để được số tiền nhiều để trang trải bên ngoài. Bà trả nợ cho bà trong cái hợp đồng nó thời hạn 2 năm, nếu mà tôi không thực hiện trả nợ cho bà thì bà mới có quyền bán tài sản. Nhưng bây giờ chưa được 2 năm thì bà đã bán tài sản của tôi. Bây giờ hai chồng bay lên lắp. Còn không là chị đã sang lại để chị lấy nợ của chị là bay mắc cánh luôn hết tắc tằng tặc chứ không được một miếng nào về. Còn không là đời sau này đừng trách chị Dung sao thế nọ thế kia. Hay chưa? Đến nay thì người phụ nữ tên Dung đã bán tất cả 5 hectare cho người khác. Đầu tháng 7 vừa qua, một đám đông đã kéo đến rào đất, đồng thời chặt hạ trên 1.000 cây cao su cùng hàng trăm cây cà phê, tiêu và bơ của gia đình chị Hờ Yêm. Cái bọn họ đây là nó không sợ. Nó cương cổ nó chửi gang oan, chửi cả gia đình như này. Luật sư Lê Thanh Kiệt, đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk cho rằng hành vi của bà Trần Thị Mỹ Dung có dấu hiệu của tội cho vay nặng lãi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình chị Hờ Yêm. Theo điều 468 Bộ luật dân sự thì lãi suất do các bên thỏa thuận với nhau, nhưng việc thỏa thuận lãi suất không được quá 20% trên một năm đối với khoản tiền vay. Rõ ràng cái việc thỏa thuận lãi suất này là nó trái với quy định pháp luật dân sự, mà nó tương ứng với là lãi suất là 108% trên một năm. Do đó là cái việc mà thỏa thuận lãi suất như vậy là có dấu hiệu của việc cho vay nặng lãi. Cùng thủ đoạn trên, bà Dung đã dụ dỗ thêm những người khác.
Hiện chị Hờ Yêm đã gửi đơn tố cáo bà Trần Thị Mỹ Dung và công an tỉnh Đắk Lắk đang triệu tập các bên liên quan lên điều tra làm rõ. Được biết, chị Hờ Yêm là một trong rất nhiều nạn nhân của nạn tín dụng đen ở tỉnh Đắk Lắk trong những năm vừa qua, và tất cả đều là người dân tộc thiểu số bản địa. Các đối tượng tín dụng đen đã đánh vào sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân để chiếm đoạt tài sản một cách công khai. Và những người thực hiện chương trình rất mong muốn là bà con khi mà chúng ta cần có nhu cầu vay tiền thì cần phải hết sức cảnh giác. Khi có nhu cầu mượn tiền thì nên đến các ngân hàng nhà nước hay là tổ chức tín dụng chính thức của địa phương để tránh rơi vào bẫy của đối tượng hoạt động tín dụng đen, phải chịu lãi cắt cổ lên tới 118%, thậm chí là hơn 200% một năm. Để rồi chỉ sau một thời gian ngắn thì nhà cửa, nương rẫy đều mất trắng.